Ngày 5 tháng 7 năm 2024, Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Châu tổ chức họp mặt gia đình hạnh phúc tiêu biểu lần thứ 3 năm 2024. Tại buổi họp mặt, các đại biểu đã cùng nhau trao đổi, chia sẻ các kinh nghiệm trong xây dựng cuộc sống gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc bền vững. Thông qua trao đổi nhằm nâng cao nhận thức của các hộ gia đình, cộng đồng về giá trị các mối quan hệ trong gia đình phù hợp với truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, đặc biệt là phát huy giá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình và hỗ trợ xây dựng gia đình Việt Nam hạnh phúc, bền vững, có hiệu quả. Dịp này, Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Châu đã biểu dương khen thưởng 9 gia đình hạnh phúc tiêu biểu năm 2024.